Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý lỗi nháy đèn đỏ của máy Datamark Honeywell Airglass Mark 3. Thì cái lỗi này là do các bạn chọn sai chế độ của máy in. Máy in này là mình đang dùng chế độ là Direct Thermal, tức là in không dùng mực. Nhưng mà cái máy nó đang hiểu là Thermal Transfer, tức là dùng mực, thì nó sẽ báo lỗi như thế này. Và nếu ngược lại cũng thế nha các bạn. Nếu mà các bạn dùng mực mà các bạn chọn Direct Thermal thì nó cũng sẽ báo lỗi. Thì đầu tiên các bạn cài driver của máy in. Bạn cài driver cắm dây USB đầy đủ. Rồi các bạn kích chuột phải vô driver. Chọn Green Property. Chọn Tool. Các bạn kéo cái cột config xuống. Các bạn chọn config printer. Trong phần media print method các bạn chọn direct thermal. Nếu mà các bạn dùng không dùng mực thì các bạn chọn direct thermal. Direct thermal tức là in nhiệt trực tiếp. Còn nếu mà các bạn dùng mực thì chọn thermal transfer. Đây mình đang không dùng mực, mình chọn direct thermal. Ok. Sau đó các bạn đợi một lúc để cho máy nó khởi động xong. Đợi khoảng 2 phút nha các bạn. Máy đã khởi động xong. Các bạn bấm nút fit để test thử. Ok, máy đã hết lỗi. Các bạn muốn đọc tất cả các thông tin của máy, thông tin của máy in thì các bạn vào property, chọn tool. Rồi các bạn vào mục Action, chọn Rig Print Information, tức là toàn bộ thông tin của máy in nó sẽ cập nhật lên driver cho mình đọc hết luôn. Đây là toàn bộ thông tin của máy in. Printer, memory, bộ nhớ, config. Trong mục config này các bạn để ý có nhiều cái này. Đây là print media và chế độ direct thermal, sensor, gap auto calibre, chiều dài giấy. Và chú ý một cái nữa là nếu mà các bạn dùng cổng mạng thì các bạn kéo xuống dưới đây, nó có cái địa chỉ IP cho mình. Đây có địa chỉ MAC, địa chỉ MAC và IP. IP ở chế độ ở đây DHCP là chế độ địa chỉ tự động. Static IP. Để các bạn có thông tin để kết nối bằng cổng mạng. Ok, cảm ơn các bạn đã xem.